Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, tôi lại khoe với quý vị và các bạn đây. Tôi vừa mới mua được một chiếc xe Hyundai Accent Blue các bạn nhá. Có thể nói là đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản hatchback quý vị các bạn nhá. Chiếc xe được sản xuất năm 2016. Chiếc xe này sản xuất năm 2016 mà rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, cụ thể là dàn lốp theo xe nhá thì là còn hai quả sau. Đấy. Sản xuất năm 2016 thì đế lốp là 2016 này, còn hai quả này thôi mà còn dày bịch luôn này. Đấy. Duy nhất là hai quả lốp trước. Hai quả lốp trước à không, cũng có quả còn quả không bạn ạ. Lốp còn 2016 luôn bạn nhá. Đấy. Cả dàn lốp còn 2016 thì quý vị các bạn đã biết là chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít như thế nào rồi bạn nhá. Đây. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây các bạn này. Đúng 4.8 km nhá. Chúng tôi vừa mới mua được xong là tôi quay luôn cho quý vị các bạn xem đây ạ. Không tua đồng hồ các bạn nhá. Cam kết với quý vị các bạn là không tua đồng hồ nhá. Đây tôi bóc cái bọc vô lăng người ta cho quý vị các bạn xem này. Cái bọc vô lăng này tôi vứt đi thôi. Đấy, vô lăng bọc da mà đẹp như này đây các bạn này. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng nhá. Phiên bản Blue này là phiên bản đã đầy đủ đồ rồi này. Cửa sổ nóc này, vì tay này, đấy, và nguyên ghế nỉ luôn các bạn này, đấy, rất đẹp luôn các bạn nha, phải nói là ghế nỉ còn nguyên và đẹp như này đây, đấy, đến chủ xe không có lót sàn da đâu mà còn nỉ còn đẹp như này đây, phần nỉ còn đẹp như này, có thể nói là một chiếc xe đi rất là ít luôn quý vị và các bạn nhé, và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, đấy, chiếc xe này thì đã được chủ xe làm tại hãng luôn bạn nhé. Phiên bản Blue, đây tôi quay cho quý vị các bạn xem về cái động cơ. 15 bánh có 4.8 cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn không tua các bạn nhé. Đấy, đây động cơ rất đẹp luôn bạn này. Chưa có dọn dẹp gì đâu, tất cả những con ốc này còn nguyên bản hết này. Nguyên zin từ mặt máy luôn này, đến ốc chân máy này. Đấy, phải nói là một chiếc xe quá là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe này tôi mua có như thế nào là tôi chia sẻ như vậy cho quý vị các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên chưa tháo này. Đấy, ốc cabo còn nguyên zin. Keo chỉ cũng nguyên zin. Đấy, ốc cabo này chưa có vết tháo nhá. Và tuy nhiên là cái ốc cabo này thì tôi cho quý vị các bạn cùng xem này. Đấy, cái cabo này nó bị xước có một chút ở đây thôi. Đấy, cho nên là tôi sẽ cân nhắc cái việc xem có nên sơn cái vết này không. Cái cabo này là còn nguyên nhá. Tôi mua là chưa có vết tháo cabo đâu. Bên ngoài thì xước sát ít thôi, đánh bóng đi cái là hết thôi. Đấy, bên ngoài rất đẹp như này đây các bạn này. Chưa có bị xước sát gì nhiều đâu. Dàn lốp còn theo xe phiên bản Blue thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Đầy đủ đồ rồi, phanh đĩa 4 bánh, cả ABS luôn. Đấy, Hyundai Accent Blue các bạn nhé. Camera lùi, cảm biến lùi, màn hình Android, đầy đủ cả rồi quý vị các bạn nhé. Xi nhan tích hợp trên gương. Thì chiếc xe này thì tôi xin phép quý vị và các bạn, tôi sẽ mang về và dọn dẹp đi các bạn nhé. Đây, đánh bóng dọn dẹp, đèn bi xe lông có, đèn bi xe lông có rồi này, đèn led ban ngày có rồi. Đấy, phiên bản Accent Blue. Đấy thì chiếc xe này tôi xin phép quý vị các bạn về tôi sẽ đánh bóng dọn dẹp xong tôi sẽ làm lại một cái video, tôi sẽ quay clip đầy đủ báo giá đầy đủ cho quý vị các bạn xem về chiếc xe này nhé. Tuy nhiên là chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang bán với giá là hơn 300 một chút thôi quý bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Hyundai Accent này thì có thể liên hệ dần theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu có thể đặt cọc trước cho tôi cũng được, giá mà chúng tôi chưa dọn dẹp xong đến đặt cọc trước chúng tôi sẽ có cái giá ưu ái nhất cho quý vị và các bạn, vì chúng tôi vừa mới mua xong bạn nhé. Thì chúng tôi bao giờ chúng tôi bán cũng sẽ giá tốt hơn là những chiếc xe mà tôi đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, rất đẹp luôn, màn hình Android rồi, số tự động bạn nhé. Hyundai Accent 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc này, đồng hồ cũng là đồng hồ điện tử rồi này, báo xăng này, có báo mức nhiên liệu đấy các bạn nhé. Đấy, và đồng hồ công tơ mét 4.8 chuẩn luôn, 4.8 luôn, sắp sửa 4.8 rồi các bạn nhé. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt.
vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.